Chào mừng các bạn đã quay trở lại YouTube của công ty Nhạc Việt và Trang Bảo Nhạc Việt. Trước mặt các bạn là một người rất đẹp trai. Thì nhân cái chuyện mà Vũ vô đây công tác đó, thì tôi mới mời Vũ làm một cái series truyền hình dài tập về các em cốt. Xin chào tất cả mọi người. KX500. KX500. Đẹp quá. Có một cái điểm mà ấn tượng nhất của mình đó là cái lớp sơn của coi cây này, lúc thì nó sần, lúc thì nó nhẵn. Cái này đồ cũ ơi, cái này nó bị thằng này chắc nó không chà giấy nhám tốt hay sao ông ơi? Không, phải không? Dân chơi nó lại thích cái gì đó ngầu anh. Ui à, vậy giống như quần đuôi hả? Thì em nhớ giống như quần đuôi. Em cơ nhớ có người không mua đàn mà đòi mua quần anh ở trên livestream đấy. Tại có xếp ba các bạn vô kêu, ủa sao nó sần sần vậy, chắc thằng này nó quên trà với nhám. Chạy người ta ạc, 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 rõ ràng luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào nhá. Như mình đã nói thì mình sẽ luôn luôn quan tâm đến cái cần đầu tiên cái đã. Thì cái cây này, đầu tiên là histop thì rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Anh em mà thích death metal hoặc là nhiều dòng nhạc mà heavy ấy, thì cái cây này là phù hợp nhất. Chúng ta hãy nhìn cái phần histop này và cái cảm quan của mình về cái cần này. Cần này là cần Rose hay là một loại cần, em nghĩ là nó là thế hệ mới, mặc dù nhìn cái vân của nó. Nhưng cái điều hay của cái cần này đó chính là cái đọt nó đánh này nhá. Nó đánh đến 12 ở đây đúng không ạ? Ấn tượng ha. Sau đó thì nó lại đánh tiếp đến đây. Nó đánh ở phía bên dưới, lại không đánh ở phía bên trên. Tức là gì? Khi mà mình đánh ấy, là trên cao này mình sẽ nhìn xuống dưới là mình đã thấy được fret của nó rồi. Rất là hay. Đi ở trên này xong xuống đây xong đi đây đấy là một cái điểm. Ở dưới kết thúc là cũng là hai chấm, cách chấm nhau đúng một quãng tám, hàm bốn phím đúng không? Nó cái này gọi là gì anh, em cảm giác như nó là giọt nước rất là nhẹ nhàng. Nó như kiểu một cái giọt nước á, hoặc là hãy tưởng tượng nó giống một cái pick đàn guitar hay là gọi là tam giác sung sướng. cái pick đấy các bạn, nhìn thấy không? Đấy, giống cái pick nước. Cái pick hoặc là giọt nước, nhưng mà anh bảo tam giác sung sướng thì mình cũng cũng nghe anh. Tiếp này, đằng sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất hào hứng này, ở đây là locking này. Locking luôn ha. Thì đảm bảo cho không bị sai tune này. Và khi ở đây chúng ta nhìn thấy rõ ràng đây là bone on, nhưng mà đây là phần để đựng pin thì biết chắc chắn rằng là active hả? Là active. Nhưng một điểm mà mình ghi điểm của cái cây này đó chính là cái này. Chúng ta đều biết là tele caster, dáng tele thì họ cũng có cái này và rất nhiều cây có cái này. Cái này nó nối thẳng với body thì cái độ sustain ngân của cây đàn nó sẽ được cải thiện lên rất là nhiều và sound nó sẽ rất là natural, rất là tự nhiên. Nó sẽ bù trừ cho cái điểm bone on và cái này, sự kết hợp này sẽ tạo ra một âm thanh mình dám chắc nó rất thú vị. Cái thú vị tiếp trên nền âm thanh đó là các bạn biết đều the fishman ở đây thì chúng ta nhìn thấy ở đây có hai cặp hamburger. Các bạn nên tìm hiểu cặp Fishman này, nó rất là nổi tiếng. Ở đây nó cho chúng ta một đây coi luôn, tách coi ở hai chế độ nên cái sound của các bạn sẽ rất là dynamic. Với cái bridge này thì mình muốn chia sẻ là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, mỗi một cái dây đàn nó sẽ có hai con ốc nhỏ ở đây. Như vậy thì tương đương với cái việc mà các bạn chỉnh độ cong của mặt cần để phù hợp với ngón tay của bạn hoặc là tay phải của bạn khi bạn đặt, thì bạn có thể xoáy bên này, xoáy bên kia, cả hai bên để điều chỉnh độ cao của dây lên, dây xuống, có thể uốn cong hoặc có thể thẳng. Thì cái này là cái rất là hay nữa của cái cây này. Nói chung là nó dành cho dân black metal, nhưng không hẳn nhé, không hẳn. Chúng ta không nên bị dập khuôn đúng không ạ? Tùy bạn, bạn cảm thấy thích, bạn thì yêu. Tôi không yêu màu đen, bạn rất yêu màu đen, bạn cá tính, tôi tôn trọng bạn. Nhưng nó rất là đẹp. Và ở đây có một cái nữa là chúng ta thấy cái điểm này mình khiến mình rất là thích. Nhiều khi đánh đàn mệt quá, khi ngồi nhìn ngắm cũng giống như đồng hồ cơ ấy, đồng hồ đeo tay anh, nó bị rỗng. Làm việc mệt quá nhìn mấy cái kim nó chạy bên trong hay, cũng giống như cái này, nhiều khi nhìn thấy nó cái nó quay thấy đẹp. Tưởng tượng ra ha. Và cái điểm nữa là các bạn nhìn thấy không, nó không có ring mount. Nó không có ring mount thì nó hay ở điểm nào? Rõ ràng là bạn sẽ dễ điều chỉnh hơn, và thứ hai là bạn sẽ cảm thấy nó tự nhiên hơn, cảm giác như là cái pickup đấy nó liền với, bởi vì cái nếu mà nhìn tinh ý sẽ thấy rằng là cái màu này không phải là màu trắng. Cọt đã cố tình thiết kế làm sao ấy để cho nó đồng pha với cái màu đen này, nó tạo ra một cái sự tự nhiên trên toàn bộ cái body.
Đây cũng thế, đây cũng là một màu đen, chỉ trừ có cái này là màu trắng thôi đúng không ạ? Rất là đẹp, mà điểm thú vị đó là cái cây này không heavy nhá, không heavy, rất dễ chịu, rất nhẹ ha, người ta gọi đỡ cọng lưng. Thực sự mà nói, một cây đàn mà nặng quá mình đeo hồi mình cũng mệt ha, đàn nào mà coi như bự quá mình cũng mệt, đúng không? Vừa phải thôi. Cảm ơn Vũ rất nhiều. Ơi, bye bye và hẹn các bạn trong video kế tiếp của công ty Nhạc Việt.